Tất cả những cái người nào làm bảo vệ họ đều là YouTuber cả. Họ nắm bắt rõ YouTube vãi lìn, hỏi một mạch phát ra hết tất cả mọi thứ luôn. Ôi thề, quán cà phê tôi làm có bác bảo vệ xem thay đồ lót suốt ngày. Tôi lại biết một kênh luôn. Ồ, đây là nhạc tôi làm trong Đức Phúc mà. Vãi, sao chả có cái gì ở trên đấy vậy? Nhưng mà chỉ là chiếc quần đường may chắc chắn và đẹp thôi đúng không? Nào link Shopee đâu nào? Không có link Shopee, thế thì làm video làm cái gì ạ? Hello các bạn. Phụ nữ sau cuộc yêu. Ôi. Hello everyone, today I reveal to you. How long does woman underwear have to change? What? As far as the research experts are, ui, anh ấy còn nói được cả tiếng Anh luôn cả bìu. Woman underwear has 3 times a month back because everything has its use time. Ui, không có gì là trường tồn. Ui, thiên tài hùng biện. Whether your underwear is new or the million dollar season must be changed. The crotch god no longer protects her. Ui, vãi. Giờ đấy là có god à? Ui, giờ đấy là có thiên thần hộ mệnh bảo vệ các người phụ nữ đấy à? Ui. After a period of use of your pen have a change in size. Good to know. Marking on your bodies. Thâm bím. Machine washing too long. Ui, đây là cả một cực phẩm. Rất nhiều cực phẩm ở đây này. Xem cái gì viral nhất thì xem nhé. 4 triệu lượt. Hỏi ông bác bảo vệ luôn, chắc chắn ông đã từng xem tuyệt phẩm này rồi đúng không? Chắc chắn. Thề 4 triệu lượt sẽ không thể nào. Like và Hạnh subscribe nhé. ơi, em đâu rồi? Em Hạnh à? Đâu ta? Ôi vãi. Trong phòng học ta? Cái gì thế này nhỉ? Em Hạnh mặc có quả áo massage ghê thế. Đi đâu nó mà đi đâu ta? Ngại quá. Đây là đồ hôm qua tối Úi hôm ấy mặc mà. xôi. Sao bây giờ nó như thế này nhỉ? Hay là cái ấy 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 nhỉ? Ấy 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 à. Căng quá. Cái gì thế này? Bạn thấy không? Đấy. Đây là dấu vết này. Biết là của ai Đây là bạn. không? Sủa. Biết thằng nào mắt hai mí ở đây không? Ôi phải. Chắc là mới ấy Ui, ấy đấy cái gì mà. đấy? Pakayan Dalam Wanatika của cái gì đấy? Các bạn biết không? Tôi sẽ cho các bạn vào một cái YouTube rabbit hole nhá, là có những cái dạng video nó cho hết vào một playlist. Rồi cái playlist đó sẽ chơi hết tất cả những cái video ở trong này. Thì tôi đoán là đây là một cái kiểu như là chạy view ấy. Chạy view khi mà ấn vào đây một phát là có tất cả những cái video như thế này luôn đấy. Và thường thường tất cả những cái video nào mà nó xuất phát từ cái playlist này
nó sẽ mang một cái gọi là đấy như kiểu quần lót này, xong rồi bắt đầu khoe mông khoe vú này, xong rồi này nọ các thứ ABC về XYZ này, xong đấy nó lại có một tí gọi là 123 Việt Nam, Việt Nam Miss Go này, T Studio. Kỹ thuật khiến phụ nữ xuất tinh, bánh bắn thành tia, ôi phải, giúp vợ giặt đồ. Ông việc đàn ông, cái gì, giúp vợ giặt đồ ông việc đàn ông ai cũng làm được, ôi phải. Anh này đặt tiêu đề Hello, xin chào Google tất cả dịch mọi à? người. Ôi, nước đục lom, sorry. Quá tuyệt vời. Nhưng mà tôi đoán là những cái content như thế này ấy, mấy ông bà già ở bên Tây xem nhiều cực. Tôi cũng không hiểu vì sao. Úi giời, chúng ta có nhân vật chính ở đây rồi. Một alpha male thực sự. Red pill, stoicism. Úi giời, thiên tài hùng biện. Có đưa lên ngửi không á? Ừ đúng rồi, phải đưa lên ngửi. Ngửi đó. Ui, nước đục hết. Not gonna lie đâu. Sao nước đục vậy? So sánh hai quần đúc không viền đường may. Ui vãi, so sánh à? Anh này chuyên nghiệp ấy, pro à? Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình review hai cái quần lót viền đây này, mình gọi là viền. Cái này là không viền nha. Có viền và không viền. Một cái xám xám và bên kia là một cái tôi đoán nhá, xanh xanh. Còn cái bên này là màu vàng. À vàng, ô chết. Trên Tôi thiển cận quá. Trên mềm mại luôn vậy. Ui, mềm mại. Còn cái bên này thì Mềm mại như lông hồng. mặt nó hơi sơ sơ cái tí. Có bám bụi không? Hai bên đầu này các bạn này. Ui, anh này chuyên nghiệp quá, anh này expert vãi. Cái này thì nó có đường may các bạn ạ. Alo Gucci ơi. Louis Vuitton. You see? Viền của nó là viền đây này các bạn này, không đường may này. Bóc lột bạn tao cũng cực kỳ dễ, tại sao lại chúng mày lại không về kia chứ? À nhờ, quên mất. Chiếc quần ở trên cây, ui có cả đường chỉ đỏ này, chết rồi, lại săn ma. Ui, giật cả mình. Hóa ra nó là ở đấy. Nhìn mãi chả ra cái gì. Review đồ vợ của mình, ui. Anh này lại còn yêu vợ. Âm nhạc sống động. Introducing Breathable Female Summer Panties. Anh này sang vai ly. Vẫn là một cái giường, vẫn là một cái chiều đấy. Đồ của vợ sau cuộc vừa mới yêu. Strawberry. What? Whoa. Chúng mày chụp ảnh chân. Chúng mày xem chân gái. Chúng mày ngửi tất gái. Không cần. Đỡ thế đéo nào được. Ơi, ơi. Em ra đây, em ra đây. Em đánh giá cho anh phát. Ôi. Sao đủ nhau mặc bách phải năm mấy con slip vậy? That is the question. Các bạn nữ ấy, có ai đang xem cái video này? Mọi người đừng có mặc mấy cái quần chất liệu này. Viêm bỉm. Viêm bỉm luôn. Ôi, thay đổi đi chặt. Nước của nó hơi đặc, trắng. Mấy quần này chất liệu này á, tôi thề mặc được mẹ 2 tuần là nó bắt đầu nó bợt hết đi, xong nó sót xù xù các thứ lên, xong rồi nó sẽ làm bạn bị viêm. Chất. Nó đang nổi nhạc sống động. Em có nghe thấy không? Em có thấy sống động không? Vãi yêu không có nước luôn ạ. Vãi khô. Câu hỏi là có mắc không? Ảnh tín mặc năm cái quần không thì không mặc gì ạ. Đây phải gọi là cái phụ nữ sáng nắng chiều mưa nhá. Thế thì ông này ông ấy phải tự hiểu là mẹ vợ ông ấy đeo thấy lưng với ông ấy người ta mới không ra nước chứ. Oh, sick burn. Lấy lại hai quần thì mẹ kia rằng thế.
Ui. Sang nhà em Hạnh gặp cảnh này uể vãi. Sao mẹ toàn tít về quần xí đấy mà. You know that is also the question. Áo này trông giống của dì bảy vậy. Về làm các món ăn ngon miệng cùng em. Ui, anh này yêu vợ. Được cái anh này yêu vợ, anh này kiểu cuồng vợ mà. Thật ra, từ nãy giờ tôi làm xong, tôi mới nghĩ lại rồi. Ừ, chính là thật ra nếu mà anh muốn làm như thế thì cũng được mà. Ờ, ừ. Đâu có gì sai đâu nhỉ. Ừ. Như ăn măng là bị mệt đấy. Ừ, các bạn biết một cái fact là ăn măng, nếu mà các bạn ăn măng nhiều vào các bạn sẽ bị mệt đâu. Măng có nhiều chất xơ, ăn nhiều làm bạn nhanh no và no lâu, dễ bị đầy hơi, trướng bụng, cơ thể mới mang thai khó thích nghi, dễ bị mệt mỏi, khó chịu. Ngoài ra nếu chế biến măng không đúng cách cũng có dễ bị nguy cơ độ ngộ độc. Vãi. Hóa ra hôm nay anh hơi mệt rồi anh trốn. Ăn măng nhé em. Ui, mai cho ăn gì đấy, ăn măng tiếp nhé em. Ui, cả tuần ăn măng, cả tháng ăn măng. Thế là thôi sao? À, thế thì tôi nghĩ ra câu chuyện rồi. Anh này đi chiến sĩ đúng không? Anh này đi bộ đội cho nên biết cái mùi không có gái là như thế nào rồi. Cho nên mới phát cuồng, mới tạo ra một cái fetish như thế này đúng không? Mới cuồng vợ.